Anh kính chào khán giả của Người Việt TV đã đến với chương trình Thế giới trong tầm tay với Trần Nguyên Thắng và Nhất Anh phụ trách. Nhanh kính chào anh Thắng. Chào Nhất Anh. Không biết là anh Thắng với lại quý khán giả của Người Việt TV có để ý hay không, thì dạo gần đây á, mỗi lần mà lúc mà Nhất Anh vô những cái trang blog hoặc là trang web của những cái địa điểm du lịch đó, thì Nhất Anh hay thấy một cái địa điểm tên là Iceland, thì mà người ta nhắc rất là nhiều, mà người ta nói đó là một những địa điểm mà mình phải cần được gần phải đến. Thì không biết là anh Thắng có biết cái đất nước đó không ạ? Iceland là một cái hải đảo, nó nằm về phía bắc cực. Và đây cũng là một trong những cái điểm mà tôi nghĩ người nào đã thích đi du lịch, mà thích về những cái mạo hiểm, thích đi về những cái adventure với lại đi về các xứ lạnh đó, thì có lẽ Iceland là một trong cái địa điểm rất là đáng đến. Thì hồi xưa người ta nói tới Iceland thì ít người biết, nhưng mà dạo gần đây tự nhiên nó lại nổi lên rất là nhiều. Nhưng mà cái đầu tiên mà thắc mắc liền của nhau là nó ở đâu hả anh Thắng? Không biết Nhất Anh có biết các xứ gọi là Scandinavia. Scandinavia thì là những cái xứ mà mình gọi là Bắc Âu đó. Tiếng Việt Nam mình hay dùng cái chữ Bắc Âu để ám chỉ cái khu vực của Scandinavia. Thì Scandinavia nó có tất cả 5 nước và nằm trong cái khu vực này. Thứ nhất gọi là Finland, tức là Phần Lan á. Cái thứ hai gọi là Norway, tức là Na Uy đó. Sau đó thì gọi là Sweden, tức là Thụy Điển. Và thêm một nước nữa thì là Denmark, tức là Đan Mạch. Thì phần lớn người Việt Nam chúng ta thường hay biết đến bốn cái đất nước đó, ai cũng nghe đến, tại vì có lẽ bốn cái đất nước đó nó nổi tiếng trên thế giới về một số những cái đời sống sinh hoạt xã hội với lại cái đời sống của họ rất là cao. Nhưng mà còn một xứ nữa nó nằm trong cái Scandinavia mà ít người để ý đến, cứ tưởng nó là một cái hải đảo riêng. Nó là Iceland. Iceland thì nó nằm trong cái khu vực như tôi vừa trình bày là Scandinavia, và nó nằm về một cái hải đảo riêng biệt, nó nằm giữa cái Greenland và nó nằm trong cái khu vực Norway, Thụy Điển với lại Đan Mạch. Và đặc biệt là cái hải đảo này đó, nó nằm về sát cạnh với cái vòng vĩ tuyến Bắc Cực. Vòng vĩ tuyến Bắc Cực thì người ta phân chia như thế này, là từ cái vĩ tuyến 60 phía Bắc đó, người ta gọi là vĩ tuyến Bắc Cực trở đi. Nhưng mà trên đó thì có một cái vòng, và người ta gọi cái vòng đó là cái zone của cái vòng vĩ tuyến Bắc Cực. Và Iceland nằm cái đầu của cái hải đảo Iceland đó, nó nằm ngay cái vòng vĩ tuyến Bắc Cực. Thành ra đây là một đất nước dĩ nhiên là về mùa lạnh rất là lạnh. Thế tuy nhiên thì tôi có dịp đến vào ngay cái mùa lạnh, và mình có tìm hiểu thêm một số những cái về thời tiết, về cái không gian mùa đông và những cái phong cảnh mùa đông nó khác hẳn với những cái phong cảnh lúc khác. Nhưng mà trước khi mà mình vô chi tiết á, nhanh thắc mắc một câu mà muốn anh Thắng trả lời liền luôn á, là ví dụ như nghe nói tới Iceland là thấy là có vẻ lạnh rồi, ice là thấy lạnh rồi. Nhưng như vậy thì nó lạnh quanh năm suốt tháng luôn hả anh Thắng? Nếu mà nói lạnh quanh năm suốt tháng thì tôi cũng không nghĩ như vậy. Tuy nhiên thì chúng ta biết là trái đất của mình đó là nó có bốn mùa, xuân hạ thu đông. Và dĩ nhiên là khi mà về mùa đông á, thì phía bắc bán cầu á, ngày thì ngắn, đêm thì dài hơn. Và đó cũng là một trong những cái thời tiết mà chúng ta chú ý để khi đi đến Iceland, là tùy theo cái ý thích của người du khách, họ muốn đi đến đó để xem cái gì. Thì thí dụ như một cái thắng cảnh rất là nổi tiếng, nó gọi là Northern Light, tức là cái ánh sáng dạ quang ban đêm đó. Thì cái ánh sáng đó thì nó thường nó sẽ xuất hiện vào từ tháng 9 cho đến tháng 3 thôi. Từ tháng 9 đến tháng 3. Thì đó, nhưng mà những cái tháng đó là tháng mùa đông của Iceland. Nói đến thời tiết thì chúng ta phân biệt được nhiều như vậy. Còn nếu chúng ta đi vào những cái tháng khác thì có lẽ cái Northern Light nó không có nhiều để cho chúng ta có thể thưởng thức được. Tại vì nhưng mà vào những tháng mùa hè chẳng hạn, thì không biết Nhất Anh có để ý ở phía Bắc Âu đó, thường nó xảy ra một cái hiện tượng vào mùa hè đó, nó gọi là White Night, tức là đêm trắng. Thành ra đêm trắng là sao? Là nếu mà Nhất Anh đến các thành phố ở phía cực Bắc như vậy đó, thì hầu như ban đêm, cái đêm nó rất là ngắn. Chẳng hạn như đi sang thành phố San Petersburg của nước Nga đó, thì mình thấy cái thời gian là đêm cho đến khoảng 1 giờ đêm nó mới tối hẳn. Nhưng mà cái tối hẳn của nó vẫn hơi mờ mờ sáng. Và cho đến 2 giờ sáng thì khoảng 1 tiếng đồng hồ nó tối thôi.
sau đó khoảng 2:30-3 giờ nó bắt đầu nó hừng sáng lại, thành ra người ta gọi là đêm trắng. Nhưng mà cái đêm trắng ở Saint Petersburg nó nổi tiếng là vì đó là một cái văn hóa đặc biệt của cái thành phố đó. Nhưng mà nếu chúng ta đi đến bất cứ Norway, đi đến Lapland của Finland, chúng ta đi đến Thụy Điển, chúng ta đến Denmark, chúng ta đi đến Canada, hoặc chúng ta sang ngay cái đất nước của chúng ta là Alaska, chúng ta đều thấy đêm trắng cả. Nhưng mà đó là những cái thành phố, những cái đất nước nào nằm về phía bắc cực của trái đất thì đều thấy cả. Nhưng mà đặc biệt là về cái Iceland thì nó nổi tiếng về cái mùa đông với Northern Lights. Thì đó cũng là một cái văn hóa đặc biệt của cái thành phố của Iceland. Nhưng mà nói tới là đặc biệt nhất là nếu mà đi trong mùa đông thì từ tháng 9 đến tháng 3 thì cái nhiệt độ mà du khách lúc mà đi tới thì sẽ thấy nhiệt độ thì là bao nhiêu anh? Phải nói thêm đó, chúng ta đến đó thì Iceland là một cái đất nước rất là đa dạng, chứ nó không có phải là chỉ có một mùa để chúng ta có thể đến. Chẳng hạn như đến mùa đông, tôi thích thú với cái cảnh đó, chúng ta đến thăm, chúng ta sẽ đi thăm cái Blue Lagoon. Đó là một cái đầm, một cái phá, nhưng lại không phải là thiên nhiên, mà nó do con người tạo ra. Và dĩ nhiên nó có nhiều chi tiết để chúng ta hiểu thêm về cái Blue Lagoon. Nhưng cái đặc biệt như tôi đến đó, dĩ nhiên mình đi xuống mình tắm ở cái khu vực đó, nó là một cái hồ nước nóng, hot spring. Nó giống như là một cái suối ôn tuyền đó. Và cái hơi nóng từ cái dưới mặt đất được đưa lên và tạo ra một cái hồ. Và đồng thời là một cái khoáng chất của nó rất là tốt để cho những người nào mà muốn được nghỉ ngơi thoải mái, rồi tắm spa, tắm có massage, có cả những tất cả những cái phương tiện để về cái gọi là thư giãn cho cái thân thể của mình. Nhưng mà cái đặc biệt của cái mùa đông đối với tôi đó là khi chúng ta tắm ở trong một cái suối nước nóng, mình ngâm ở dưới bên trên trên trời là... không tuyết rơi là tuyết rơi, và trong lúc chúng ta đang ngâm người dưới một cái hồ nước nóng, và bên cạnh đó là những cái quán bar có thể bán những cái ly nước uống cho mình có thể ngâm người ra, mình chơi với bạn bè. Đó là một cái cảnh mà có lẽ tôi thấy là đi về khu Scandinavia chúng ta mới thưởng thức được những cái đó thôi. Trên thế giới thì tôi chưa có dịp đi nhiều hơn về những sự bắc cực, nhưng mà những cái điểm như vậy thì Iceland là một cái hình ảnh mà cho tôi nhiều cái lạ lùng, và là cái nghĩ là mình đã thử một cái không gian, một cái thể nghiệm và cái hình ảnh tuyết rơi và ngâm người xuống dưới nước nóng. Thì đó là cái mà cảm nhận rất là thích thú. Thì anh có thấy ở trên mạng đó, lúc mà người ta show ra cái hình mà của Blue Lagoon á, thì thấy là cái nước nó rất là trong, cái nước nó rất là lạ, phải không anh Thanh? Cái nước ấy, thực sự nói như tôi vừa trình bày đó, Blue Lagoon nó không phải là cái hồ thiên nhiên. Đó, mà cái lagoon đó là do cái khu vực đó là người ta làm ra một cái nhà máy phát điện. Và người ta dùng cái hơi nước nóng đó để chạy cái nhà máy, và cái hơi nước đó được đưa ngược trở lại mặt đất. Và khi mà đi nhận nó đi qua những cái nham thạch. Nhưng mà phải nói thêm chút xíu này đó, để chúng ta hiểu chút xíu về cái cấu tạo của cái Iceland. Iceland thì người ta gọi là băng đảo. Nhưng mà tôi lại không có thích thú với chữ băng đảo. Không đúng. Chứ anh Thắng thích thú với cái thực chữ sự gì hơn? Thực sự tôi cho gọi là băng hòa đảo. Thành ra nếu mà Nhất Anh có dịp đọc chuyện kiếm hiệp của Kim Dung đó. Thì Kim Dung khi nói đến Kim Sư Vương Tạ Tốn, được nói đến Trường Thúy Sơn, nói đến Ân Tô Tố, đó là những ba nhân vật mà cha tôi rất là thích thú trong câu chuyện Cô Gái Đồ Long của Kim Dung. Và Kim Dung nói là ba nhân vật này đó, sau khi cướp được cái thanh Đồ Long Đao đó, đã đeo lên thuyền trốn đi, tìm một chỗ ẩn để mà tìm kiếm bí mật của thanh Đồ Long Đao. Nhưng mà khi bị trôi giạt thì trôi giạt vào một cái đảo, nó gọi là Băng Hòa Đảo. Thì thử cái Băng Hòa Đảo mà của Kim Dung tả thì tôi hình dung đó nó là ngay là Iceland. Tại vì tất cả những cái gì mà băng, những cái tảng băng hoặc là những cái sông băng đó, ở Iceland đó, nó đều nằm trên miệng núi lửa ấy. Thành ra có những cái khúc, có những năm mà những cái núi lửa nó phun và nó làm chảy những cái tảng băng hoặc những cái sông băng chảy xuống. Thành ra nó tạo ra thành một cái khu vực rất là đẹp để mà du khách ngày nay có thể đến Iceland có thể thưởng ngoạn những cái không gian đó. Chỗ là những cái tảng băng ngày xưa nó nằm trên một cái sông băng, tức là một cái tảng băng rất là lớn, cực kỳ lớn. Và nó được núi lửa phun để nó trở thành những cái tảng băng chảy và tan xuống dưới và trôi ra ngoài biển. Và nó tạo ra cả một cái khu vực, cả một cái phong cảnh rất là đẹp để cho du khách có thể thưởng ngoạn được. Nên tính ra là nói Iceland, nói là tưởng là băng không, nhưng mà thực ra là không đâu ạ. Nó vừa là băng đá, sông băng, vừa là núi lửa nằm ở dưới. Thành thử nó có rất là nhiều
cái núi lửa, và đồng thời nó có những cái gọi là cái geyser, giống hệt như Yellowstone của chúng ta đó. Và chúng ta nếu ai có dịp đi Yellowstone rồi, chúng ta nhìn những cái phun nước theo đúng cái thời khắc, thời gian, ví dụ một tiếng đồng hồ nó phun một lần chẳng hạn, thì bên Iceland cũng thế. Chúng ta có dịp đi thăm những cái geyser nổi tiếng ở bên đó. Cảm ơn Thắng rất là nhiều. Thưa quý vị và các bạn, chương trình sẽ trở lại trong phần 2. Nhất Anh kính chào khán giả của Người Việt TV đã quay lại với chương trình Thế Giới Trong Tầm Tay với Trần Nguyên Thắng. Chào anh Thắng ạ. Chào chị Tây. Trong phần 1 thì của ngày hôm nay chúng ta đã nói tới một cái địa điểm mà nghe rất là mới, đó là Iceland. Thì trong phần 1 thì anh Thắng đang nói tới những cái địa lý, rồi cũng như là một cái địa điểm đầu tiên mà lúc mà khi chúng ta đi tham quan, đó là Blue Lagoon. Và hồi nãy anh Thắng, trước đó thì anh Thắng có nói là nghe nói Iceland thì tưởng là chỉ có băng thôi, nhưng mà nó có những cái geysers. Đúng vậy. Thì tiếp theo những cái đó thì có, ngoài ra những cái đó thì có còn những chỗ nào để đi được nữa Iceland anh Thắng? Nếu mà nhất anh thích về mạo hiểm thì chúng ta có thể đi dạo trên những cái tảng băng vào mùa đông và mùa hè nó vẫn có, chứ nó không phải không có. Tại vì Iceland là một cái hòn đảo và trong đó có những cái cao nguyên, và đây là cũng là một cái hòn đảo khá lớn, khoảng 100.000 km², 100.000 km² cho một cái hòn đảo thì không phải là nhỏ. Và dĩ nhiên thì chúng ta nghe qua câu chuyện kiếm hiệp thì nghĩ là băng hải đảo, băng hỏa đảo thì rất là nhỏ, nhưng thực sự không có đúng. Đây là một cái hải đảo tương đối lớn, như tôi vừa trình bày là 100.000 km², và dân số là khoảng 330.000 dân. Thành ra cái số dân như vậy là không có quá nhiều so với cái hòn đảo. Thế tuy nhiên 2/3 số dân đó thì lại nằm trong về phía thủ đô của Iceland, đó là thành phố Reykjavik. Và cái thành phố này là một cái coi như là điểm chính để cho du khách đến. Và chúng ta bay từ New York, chúng ta bay từ Chicago, chúng ta có thể bay từ Los Angeles, chúng ta có thể bay từ San Francisco và direct flight. Tức là bay thẳng sang đến Iceland. Và đó cũng là một trong những cái tiện lợi cho những người du khách mà muốn đi thám hiểm Iceland bằng cá nhân mình. Còn không thì chúng ta lại phải đi một cái group tour. Thì tùy theo cái ý thích của chúng ta. Thế tuy nhiên thì xa đến nơi đó thì chúng ta có rất là nhiều cơ hội để có thể đi thăm tất cả những thắng cảnh, có thể đi tắm Blue Lagoon, có thể đi thăm những cái thác nước rất là nổi tiếng, và nó chỉ cách đó khoảng hơn 100 km² thôi, 150 km², vòng nó tạo thành một cái vòng tròn, và người ta có thể đi một cái tour, xong lại là Golden Circle. Thì nó cũng là một cái tour để cho mình biết sơ về những cái thắng cảnh của cái hòn đảo đó. Nhưng mà nói đến, nếu quý vị đến Iceland vào tháng 9 cho đến tháng 3 thì đó là khoảng thời gian mà chúng ta thế nào cũng phải tham dự một cái chuyến tour là đi xem Northern Lights. Còn ngoài ra thì có những dãy thác, có những cái khu vực mà những cái tảng băng từ những cái sông băng nó được núi lửa phun ra nóng chảy và nó tan xuống, nó trôi dạt ra biển. Nhưng mà khúc mà nó vừa nối liền giữa biển với đất đó, với bờ biển đó, thì nó tạo ra cả một cái không gian rất là đẹp cho chúng ta có thể thưởng ngoạn ở đó. Thế tuy nhiên thì chúng ta để ý là nếu chúng ta đi vào mùa đông thì tương đối là khá lạnh. Thế gọi là khá lạnh thì tôi cũng không biết định nghĩa như thế nào, nhưng mà tôi sang với cái tháng 1, cái lạnh đó thì đại khái chúng ta, nếu mà quý vị có dịp đi sang New York, đi qua Chicago, thì cái lạnh nó cũng chỉ ngang như vậy thôi. Chứ không đến nỗi là Không phải quá lạnh. Đặc biệt là ở cái Iceland đó, thì chúng ta xa đến nơi chúng ta sẽ gặp là đa số là dân tứ xứ. Từ Hoa Kỳ, từ Canada, từ những xứ ở phía miền Nam Bán Cầu bay lên trên đó, hoặc là bên Âu Châu sang. Nhất là những người nằm trong cùng cái khối gọi là Scandinavia đó, thì từ bên Norway, từ bên Đan Mạch, từ bên Thụy Điển hoặc là Phần Lan, họ đều sang cái hòn đảo Iceland để mà xem cái hòn đảo này nó có khác gì với cái đất nước của họ. Nếu mà Nhất Anh có dịp đến Finland chẳng hạn, chúng ta có thể đi đến cái khu vực quê hương của ông già Noel, tức là Santa Claus, là nằm trên Lapland. Lapland thì ngang với cái Iceland thôi, nó cao hơn một chút. Thì có thể theo tôi thì tôi chưa đến Lapland, nhưng mà tôi nghĩ là Lapland sẽ lạnh hơn ở bên Iceland. Tại vì Iceland dù sao nó là một hòn đảo nằm ở ngay giữa biển, tương đối nó cũng cho chúng ta được một cái sự ấm áp nào đó. Nhưng mà đặc biệt là ngay biển mà vẫn có tuyết rơi, thì cái điểm đó là cái điểm mà tôi nghĩ là Iceland nó có những cái đặc biệt thu hút mình. Hỏi nhỏ anh Thắng một cái là lúc mà anh Thắng đi vào tháng 1 mới đây đó, anh Thắng có đi thấy cái Northern Light không anh Thắng? Northern Light thì phải nói như thế này, nó tùy theo cái duyên của mình nữa. Có lúc là thời tiết tốt chúng ta xem được, có những lúc từ thời tiết
xấu đó, thì chúng ta sẽ không có cơ hội để nhìn được cái Northern Light. Thế tuy nhiên khi chúng ta book một cái tour đi xem Northern Light đó, thì thường thường vào những thời tiết xấu thì họ cancel cái tour đó. Họ cho mình biết là khó nhìn được cái Northern Light. Còn nếu mà chúng ta đi vào tháng 9 hoặc là tháng 10 thì nhiều khi chúng ta có cơ hội là ngay ở ngay cái thủ đô Reykjavik chúng ta vẫn có thể nhìn được cái Northern Light. Thì cái điểm là nó khác nhau như vậy. Cái đó là tùy theo cơ duyên của mỗi người. Tại vì như anh có nghe thấy, như anh có đọc thấy trên mạng đó, người ta nói là nếu như mà mình ở Mỹ đó, nếu mà mình ở East Coast thì mình sẽ đi tới Iceland để coi Northern Light, còn nếu mà mình ở West Coast thì mình đi Alaska để mình có thể coi. Đúng vậy. Tuy nhiên thì Alaska với cái Iceland nó khác nhau là nó giống nhau là cái cũng là lạnh, cũng có tuyết cả, nhưng mà nó khác nhau là cái văn hóa. Hai cái văn hóa hoàn toàn cho chúng ta cái view khác nhau. Chẳng hạn như đến Iceland, ngoài cái chuyện đó thì chúng ta có thể đi những cái khu vực shopping, chúng ta xem những cái viện bảo tàng, những cái opera house, về đời sống của 2/3 dân số tụ về cái thủ đô Reykjavik. Thành ra đó cũng là một cái điểm mà chúng ta khám phá trong một cái gọi là không gian du lịch, thế giới du lịch của mình. Nếu mà ngoài ra những cái đó thì anh Thắng cảm thấy như thế nào khi mà anh Thắng bước tới một cái đất nước mà có vẻ rất là lạ, mà nó lạnh như vậy, cái cảm giác của anh Thắng thực như thế nào? Tôi trước khi tôi đến thì tôi đi khi đến Iceland tôi hình dung là ở đó chắc không có người Việt Nam. Thế tuy nhiên thực sự ở đó có hai tiệm phở Việt Nam. Tôi hỏi thăm thì tôi biết ở Iceland là có khoảng 1.000 người Việt Nam sinh hoạt ở đó, sinh sống ở đó. Thường thì người ta làm nghề gì ở đó anh? Thì tôi nghĩ là thường thường tất cả những người Việt Nam đó họ tụ lại ngay cái thủ đô Reykjavik. Và tôi vẫn nghĩ là những người Việt Nam đó có thể là họ cũng là những người ở những đất nước khác, như bên Denmark hoặc bên Russia hoặc là bên nào đó, họ qua đó để mà có công ăn việc làm, tạo một cái business ở bên đó. Thì đó cũng là một trong những cái mình ngỡ ngàng khi mà mình nghĩ mà cái băng hòa đảo, mình tưởng là không có người Việt Nam, nhưng mà thực sự người Việt Nam mình đi khắp thế giới. Và cái điều đó là cái điều mà tôi cũng khá ngạc nhiên khi đến Iceland. Và Iceland còn ngoài ra còn cho tôi biết thêm những cái gọi là cái văn hóa riêng biệt của cái hải đảo này. Tại thực sự phải nói về cái hải đảo này là một hải đảo nhỏ, thành ra họ không có nhiều sản xuất. Người ta phải nhập khẩu hay sao? Thành ra người ta phải nhập khẩu, nhập cảng sang một số những cái nhu cầu về đời sống. Thế tuy nhiên thì bù lại thì họ có những cái văn hóa riêng biệt của họ mà mình có thể là mình thưởng ngoạn, cũng như là mình có thể tham dự. Đó là một trong những cái mà cái tôi nhận thấy được khi đến phi trường đó. Và từ phi trường khi mà đi về cái thủ đô là khoảng 40 cây số thôi. Nhưng mà hai bên đường, nhất anh cứ hình dung này, toàn là đá nham thạch, dung nham mà ngày xưa núi lửa nó phun xuống, không hề có cây cối, và tuyết nó phủ trắng tất cả những cái hình ảnh đó. Và lúc đó mình thấy cái chữ Iceland nhưng mà nhìn kỹ lại thì trong cái đá nham thạch đó, dung nham đó, nó vẫn có sự sống ở trong đó, có những cái cỏ vẫn nằm dưới cái lớp tuyết xanh rì gì đó. Thành ra nó đặc biệt lắm, nó hay lắm, chứ nó không có, nếu chúng ta tỉ mỉ chúng ta xem xét về cái sinh hoạt đời sống của thực vật, nó cũng có cái điểm mà chúng ta có thể học hỏi được ngay tại Iceland. Cảm ơn anh Thắng rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay, cũng cho Nhất Anh cũng như khán giả Người Việt TV một cái địa điểm rất là mới mà Nhất Anh hy vọng là sẽ có một dịp nào đó Nhất sẽ được tới Iceland, và hy vọng là sẽ có duyên để được gặp được thấy Northern Light. Tôi sẽ trở lại Iceland để xem là Northern Light. Cảm ơn anh Thắng rất là nhiều, và chương trình đến đây xin tạm dừng. Hẹn quý vị các bạn trong chương trình lần sau.